Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách dùng wifi không cần mật khẩu trên iPhone. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Bước đầu tiên á thì các bạn vào cho mình cái ứng dụng App Store nha. Rồi khi các bạn đã vào App Store rồi, bước tiếp theo các bạn bấm vào cái mục tìm kiếm này. Sau đó các bạn tìm cho mình cái ứng dụng là Wi-Fi Master. Đây, ứng dụng có tên như thế này. Các bạn bấm vào Wi-Fi Master đây. Rồi bây giờ các bạn bấm tải về máy nha. Rồi thì sau khi nó tải về xong, bước tiếp theo các bạn bấm mở lên. Rồi các bạn bấm vào yêu cầu ứng dụng không theo dõi. Rồi bước này thì các bạn kéo cái phần trung tâm điều khiển xuống. Các bạn bật cho mình dữ liệu di động và Wi-Fi lên nha. Rồi bước này thì các bạn kéo qua, kéo qua bên trái này. Sau đó các bạn bấm vào kết nối ngay. Rồi cái này mình bấm vào cho phép hay là từ chối tùy các bạn nha. Rồi sau đó các bạn bấm vào cho phép trong khi dùng ứng dụng. Rồi sau đó tới bước này. Bước này các bạn bấm vào tôi biết nha. Rồi sau đó các bạn thoát cái ứng dụng này ra. Các bạn vào cho mình cái ứng dụng cài đặt. Rồi bước tiếp theo thì các bạn vào cái mục Wi-Fi nha. Rồi ở đây các bạn coi cái mạng Wi-Fi nào mà nó có hình cái chìa khóa đó, thì các bạn có thể kết nối được nha. Đây, cái mạng Cẩm Tiên này. Ví dụ như mạng đây mình sẽ bấm vào kết nối thử nha. Không phải cái mạng Wi-Fi nào các bạn cũng có thể kết nối được nha, nên các bạn lưu ý. Mạng Wi-Fi này mình không kết nối được nè. Mình bấm hủy. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối với cái mạng Văn Dương ở dưới đây nha. Rồi bước này các bạn đợi một chút cho nó kết nối. Ok, các mạng Wi-Fi đây thì được nè. Đó. Bây giờ mình sẽ thoát ra, mình thử vào YouTube nha. Thử xem video cho các bạn xem. Ok, vào được nè. Có vẻ như nó hơi chậm. Wi-Fi nó không có được nhanh nha. Tại vì cái mạng Wi-Fi này là mình kết nối ở nhà hàng xóm. Khoảng cách khá là xa nên nó chạy không nổi luôn. Cái video đây nó vẫn chưa phát được. Vẫn còn đang chạy này. Rồi như thế này là mình có thể xem được video rồi nè. Nhưng mà nó không có được nhanh nha. Đây, mạng Wi-Fi mình đã kết nối nè. Bây giờ nó để không có kết nối Internet luôn. Rồi, bây giờ có lại rồi nè. Vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách dùng Wi-Fi không cần mật khẩu trên iPhone. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.